Xe này nó bị trầy ở đây nè cô chú anh chị. Đó, nó bị trầy ở đây. Nhưng mà nó là sơn zin nha. Nước sơn zin còn dán keo nguyên chiếc nên là thôi để luôn. Mặc dù nó trầy nhưng mà mình để luôn. Còn đây là công tắc đèn của nó chưa mổ nè. Cô chú anh chị mình mà muốn mổ công tắc đèn thì em sẽ hỗ trợ mổ công tắc đèn nha. Đó. Xe này thì máy móc trao zin chưa mở. Trao zin chưa mở nha. Đó. Rồi thì mọi người cùng tham khảo thân xe này nha. Dạ em chào mọi người, em là Trung Nguyễn đây. Trên hình của chú anh chị mình đang xem á, là một em mà ngày xưa nó rất là hot. Nó hot bởi vì cái giá nó phải chăng của chú anh chị. Cái giá nó chỉ có chừng 140-150 thôi đó. Là mình đã có một em xe nhập ý 150 đời 2010. Thì cái em này là đời đầu 2010 của chú anh chị nha. Đây, số máy 103, em quay của chú anh chị mình xem. Số máy 103. Đây. 103 nha cô chú anh chị nha. 103 5721. Đó. Thì ngày trước con xe này á, với cái giá mà trước dịch á, thì cái lúc mà nguyên vật liệu nó chưa lên nè, lúc mà xe của thị trường nó còn dịu á, nó không có căng thẳng như bây giờ. Thì cái lúc đó giá xe, trước cái lúc đó nữa giá xe nó chừng cả 140-150 đâu cô chú anh chị mua một con xe đẹp đi rồi. Đó, còn xe rất đầu thì nó chừng 120-130. Nhưng bây giờ với thời điểm hiện tại thì một xe zin như thế này giá nó không còn ở mức 140-150 nữa. Rồi, tập trung vào con xe này em sẽ nói những vấn đề của con xe này. Đầu tiên của chú chị thấy dàn ốc tán của nó nè. Cốt zin nè. Chưa sơn nè của chú chị nha. Ốc tán của nó nè, cực kỳ đẹp nha cô chú chị. Phụ của nó nổ nổ như này nè, nhưng mà rất là đẹp nên thôi để luôn, không có sơn lại. Đó. Rồi. Cái vỏ này thì đi cọc vỏ IRC. Đó, vỏ IRC. Thì chủ trước người ta đã đi vỏ IRC em để luôn. Xác xe này đồng hồ nó để là 23.000 cây nhưng mà xác xe này nó tầm cả chừng nói chung là nó dưới 30.000 cây của chú anh chị ha. Nó tầm cả 30.000 đó. Thì một con xe tầm 30.000 là một con xe cũng đi rất là ít nha cô chú anh chị. Chưa có nhiều đâu. Với một chiếc xe đắt ý thì tầm 30.000 nó ít lắm, không có nhiều đâu. Đó. Thì lý do tại sao nó ít là vì người ta đi một chiếc xe như thế này với tiền 100 triệu thì người ta đi, người ta bảo dưỡng nhớt nhau rất là xịn và bảo dưỡng định kỳ thường xuyên, chứ không phải như mình đi những xe cỏ cỏ thì mình đi mình quăng nó đâu cũng được. Như thường những xe này thì người ta đi rất là kỹ nên cô chú chị yên tâm. Đó. Xe mà bây giờ nó đi có chừng 50-70 ngàn thì mới gọi là nhiều nha. Xe này cản cũng còn zin nè, rất là đẹp. Phuộc của nó cô chú chị nha. Dĩa sau cũng còn rất là dày, ốc dĩa thì cũng còn rất là đẹp như thế này. Đây, cô chú chị xem nè, ốc dĩa cũng còn rất là đẹp. Đó. Thì đây là cái phần mâm lửa của xe. Đó. Thì em sẽ mở thùng ra để cô chú chị mình xem bên trong cái thùng nó như nào. Cái da yên này, da yên zin này cô chú chị thấy không? Một cái da yên zin, cái vân của nó đẹp như thế này đó. Đây. Vân này là vân 2010 và da yên nó đẹp như thế này đó. Cô chú chị nhìn vào là biết cái vân 2010, 2011 chưa thì nếu chưa biết có thể xem lại clip cũ của em phân biệt SH nhập ý 2010, 2011, 2012 á. Thì cô chú chị sẽ biết là nó là 2010 nó như thế nào nha. Rồi. Đây. Cái nắp này vẫn đẹp nè. Đó. Chưa bị oxy hóa nhiều. IC là zin 921. Đường dây ga của nó nè, dây ga của nó nè. Rồi cô chú chị thấy nè. Đó, đồ xi của nó cũng còn rất là đẹp nha. Đó. Thì một chiếc xe như thế này á, về dàn áo nước sơn zin thì nó gọi là cũng rất là xuất sắc rồi. Và dàn đồ xi nó như thế này thì nó cũng gọi là xuất sắc rồi nha cô chú anh chị nha. Đó. Thì với một con xe như thế này, tất nhiên rồi, tăng cam tăng đồ là còn y nguyên hết, mình không có đụng chạm tới đó rồi. Còn đây. Đây là ốp nắp chao. Thì cô chú anh chị biết á, những xe mà mở nắp chao ra làm gì thì mở nắp chao ra mà thay cái ron cao su này. Đó, mở thay cái ron cao su này. Còn con xe này là còn nguyên zin, chưa mở nắp chao lần nào. Đó, chưa mở nắp chao.
chưa có thay đông cao su, chưa có đụng chạm gì hết vô cái trái tim này. Đó. Cái trái tim này là còn y nguyên hết, cục máy này là còn y nguyên hết. Thì cục máy như trái tim của cái xe vậy đó, còn y nguyên hết, chưa có đụng chạm gì hết nha quý anh chị. Đó. Xe rất là đẹp, ống nắp chao rất là đẹp như thế này. Đó. Thì nhiều của chú anh chị mình hỏi em á, là bây giờ của chú anh chị mình mua xe mà chừng 150 triệu đổ lại á, thì của chú anh chị chỉ chọn được cái đời cuối 2009 và 102, cũng cuối 2009 hai đĩa, là 102 là cuối 2009 một đĩa này và cuối 2009 hai đĩa, thì có hai cái dòng xe đó là dưới 150 triệu. Còn lại thì của chú anh chị mua hàng ba cục 150 xe can đó. Còn những cái dòng 103 nó từ 2010 đổ lên á thì nó đã qua 170 hết rồi. Đó. Qua 170 hết rồi. Bây giờ cũng không còn xe 160 mấy triệu nữa đâu cô chú anh chị nha. Xe này hồ sơ cầm tay. Thì riêng cái dàn áo xe như thế này thôi thì em cũng có báo cô chú anh chị nhiều rồi. Riêng dàn áo xe như thế này thôi thì nó giá nó cũng tầm cỡ chừng 40 triệu một dàn áo rồi. Thì với xe mà dàn áo dàn xám còn đẹp như thế này. Đó thì cô chú anh chị cứ mường tượng thôi là với xe như thế này thì dàn áo dàn xám nó đẹp như thế này thì nó cũng ngót ngát của mình 40 triệu rồi đó. Còn lại thì cái chất xe này nó chỉ có nó nếu mà ngót ngát 40 triệu thì cái chất xe này mình mua với cái giá là 130 mấy triệu thì vẫn còn rất là hợp lý nha cô chú anh chị đó. Dạ rồi, con xe này á thì bây giờ em đang bán với giá là 179 triệu, số thần tài 179 triệu. Cô chú anh chị mình có nhu cầu alo em mua xe này nha. Thì nói chung là xe thì đi gặp vỏ IRC nè. Cô chú anh chị muốn thích vỏ đinh lốp á thì em sẽ đổi vỏ đinh lốp nhưng mà sẽ tăng lên chút xíu tiền. Thì cũng giống như ngày xưa cô chú anh chị đi mua xe mới thôi. Mua xe mà vỏ đinh lốp thì mắc hơn 150 đô, còn mua xe vỏ IRC thì rẻ hơn 150 đô là mức giá hồi đó, nhưng bây giờ nó hơn rồi. Bây giờ nó phải là 2000 đó, giờ nó phải là 2000. 200 nhầm, xin lỗi. Phải là 200 đô đó. Rồi, thì xe này 179 triệu, cô chú anh chị mình lựa chọn những cái đời 2010 như thế này. Thì cô chú anh chị mình có nhu cầu lựa chọn đời 2010 của chú anh chị alo em nha. Số điện thoại em là 0979570189. Thì em vẫn luôn luôn tiếp đón của chú anh chị khi đến tận nơi xem xe hoặc là tiếp đón qua điện thoại. Thì cô chú anh chị mình tin tưởng em thì cứ gọi điện alo em và em sẽ tư vấn cho cô chú anh chị hết mình nha. Rồi, em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị clip tiếp theo. Chào mọi người.